Chào mừng các bạn đã đến với kênh Duy Nam RV. Thì tiếp tục video phần 1 thì phần 2 hôm nay đánh giá tiếp tục các tựa game đang hot nhất hiện nay như là Free Fire Max và Genshin Impact. Thì bạn nào có quan tâm đến hai tựa game này thì hãy theo dõi hết clip nhé. Phần đầu tiên mình sẽ test game Free Fire Max. Game Free Fire Max thì mình đánh giá là tương đối ngang bằng với PUBG, có khi nó nhẹ hơn nữa các bạn. Nên phần PUBG mình chơi mắt cấu hình tốt thì game Free Fire Max đương nhiên sẽ là chơi rất là tốt. Bạn nào có nhu cầu mua máy về để chơi game này thì xúc luôn cho mình, vừa ngon bỏ rẻ, không cần phải suy nghĩ. Nếu chuyên gì chơi game hơn là các tác vụ như chụp ảnh thì xúc luôn con này. Còn các bạn đang phân vân muốn có một cái máy chơi game tốt mà vừa chụp ảnh quay phim đẹp thì nên mua LG G8 ThinQ nha. Mình sẽ chơi một trận đấu. Thì cấu hình mình sẽ để cho các bạn tham khảo. Mình cũng sẽ bật mát cấu hình thôi. Thì khi mình test game thì mình sẽ luôn để mát cấu hình để sử dụng hết công suất của máy, thì qua đó các bạn sẽ đánh giá được cái máy còn đáp ứng được cái game này hay không. Nhưng trong khi quá trình chơi thì các bạn không nên bật máy của mình vì nó sẽ tốn pin và nóng máy hơn, giảm đi hiệu năng của cái máy. Âm lượng mình bật 50% và độ sáng màn hình mình bật là khoảng 80%. Thì mình cũng xin chia sẻ cho các bạn là game này mình chơi cũng không được hay, nếu mà lỡ có chết sớm thì mong các bạn thông cảm nha. Chủ yếu là qua đó để mình qua cái mình test á, các bạn xem được cái hiệu năng của máy còn đáp ứng được hay không thôi, chứ mình không phải là chuyên test game nha các bạn. Qua clip này mình muốn giúp các bạn chọn được một cái máy ngon bổ rẻ. Thì sao không có súng vậy các bạn? Một căn phòng không có súng. Hiện tại mình chưa nhặt được cái súng nào nha các bạn. Có nguy cơ mình sẽ lên đường sớm. Mình vừa nhặt được cái súng lục rồi các bạn ơi. Đây, bạn này chưa nhặt được súng nè. Quá mượt. Những pha đơn giản như thế này máy xử lý rất là mượt nha các bạn. Quá mượt các bạn. Để mình nhặt súng coi có súng gì hay ho. Nhặt đại vậy thôi chứ không có biết súng nào mạnh hơn súng nào các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết, con chip Snapdragon 845 đến thời điểm hiện tại thì không còn là mạnh nữa rồi. Nhưng đối với các cái tựa game cơ bản như thế này thì vẫn còn chơi được ở mức cấu hình trung bình nha các bạn. Thậm chí cấu hình cao luôn. Như mình đang test ở cấu hình cao, nhưng mà các bạn chơi thì không nên bật cấu hình này vì rất là hao pin và nóng máy. Bạn ấy lại chạy nè. Chạy. Bạn chạy nha bạn. Chắc là do là cái đó là máy quá các bạn ơi, không phải người đâu. Người là mình chết rồi. Bơm máu vô các bạn. Các bạn ơi, nếu xem clip nhớ ủng hộ mình một đăng ký và một like nha, để mình có thêm động lực để làm những clip sau hay hơn. Cảm ơn các bạn. Khi mình bật FPS cao các bạn thì cây cối thì đổ bóng và chi tiết nhìn rất là đẹp. nhưng mà sẽ rất là hao pin và nóng máy đây. Mình sẽ chạy lòng vòng đi tìm địch để bắn cho các bạn xem. Mình sẽ chơi khô máu luôn. Khô máu thì bơm máu chơi tiếp. Ồ, có người, có người. Thì cái cảm nhận của mình á, khi mà đi vào các cái bụi cây á các bạn, thì nó có phần lát nhẹ đôi chút. Chỉ là lát nhẹ thôi nha các bạn, chứ không phải là giật giật cái màn hình đâu các bạn ơi. Snapdragon 845 thì chiến những cái game này quá là bình thường. Genshin Impact còn chơi được mà. Qua máy quay các bạn thấy màn hình như thế này thôi, nhưng thực tế bên ngoài cái điện thoại cho ra một chất lượng hình ảnh, chi tiết màu sắc nhìn rất là thích nha các bạn. Máy có phần ấm nhẹ rồi các bạn ơi, đừng nói ấm ấm mà. Ấm thôi nha các bạn, chứ chưa có ra nóng. Sao muốn bỏ cái súng ra không có được các bạn. À rồi, được rồi. Không thích cái khẩu súng lục đó. Súng gì mà bắn như súng điện. Mình thấy như súng nước hơn. Ở kia mình thấy một bạn đang chạy ngang các bạn ơi. Thì mình là chiến đấu với bạn. Phát hiện rồi. Game Free Fire Max nè, mình thấy hiện địch tên map á, giúp người mới dễ chơi hơn so với PUBG. Mới gặp một bạn vừa chạy ngang mà giờ tìm lại mất tiêu rồi. Thì mình những cái tựa game mà bắn súng như thế này mình chơi giỏi lắm các bạn. Như ví dụ như là Liên Quân hay gì đó mình còn chơi được. Thì chủ yếu vào đi đồng vòng để test cho các bạn xem về hiệu năng thôi, chứ thực tế mình không có chơi hay nha. Các bạn xem và thông cảm giúp mình. Là mình nhặt hòm đấy các bạn. Đây này. Vào lái thử siêu xe cho các bạn xem. Lần đầu lái siêu xe nhằm chân ga và chân thắng. Sao xe này vô lăng là bên trái các bạn ơi. Xe này vô lăng là bên trái, chắc xe nội địa của Nhật Bản à. Xe Nhật Bản vậy. Lên xe chạy mượt lắm nha các bạn, cấu hình mượt lắm. Mình là sẽ... Ây da, có bạn nào đang bắn mình. Đâu bạn đâu. Mình đã thấy. Mình sẽ chơi tốn tiền với bạn. Hết máu các bạn. Đến cuối trận game rồi mà máy vẫn hơi ấm nhẹ thôi các bạn ơi. Mình có nhận xét là máy Sony XZ2 này nó có phần là mát hơn LG G8 ThinQ đó các bạn. Nên mình nghĩ là nếu chơi game thì cái này là lựa chọn tốt hơn G8 ThinQ một chút. Mình thấy có hai bạn tên map. Hết đạn. Khổ. Hết đạn các bạn ơi. Để mình trả lại sống chết với bạn ấy. Hãy xem ta đây. Hãy xem ta đây. Trời, chiến đấu mà ghẹo bắn chài luôn. Tiệt chiêu né. Hãy xem ta đây. Hãy xem ta đây. Chết. Lòn xong. Rất hay luôn. Cho một like đi các bạn. Bắn bằng tiêu diệt bằng ghẹo bóng chài. Vui dữ các bạn. Còn vài mạng nữa là kết thúc rồi các bạn ơi. Hy vọng sẽ sống sót đến cuối cùng. Này nghĩ là do máy. Mình nghĩ là đó là máy chứ không phải người đâu các bạn. Người là không đơn giản như vậy đâu. Như các bạn đã thấy, sắp cuối trận đấu nhưng mà mình di chuyển rất là mượt, không có bị giật lát gì hết. Và độ sáng màn hình không bị giảm. Xa quá bắn không trúng các bạn. Bạn nào mới bắn mình? Hãy mau ra đây. Hãy mau ra đây, xuất hiện đi. Nhiều người quá các bạn ơi, không biết bắn ai hết. Win các bạn ơi. Win. Thì sau một trận đấu khoảng phần trăm pin hiện tại còn 52%, giờ mất khoảng 8% một trận đấu nha các bạn. Ban đầu là 60. Máy tương đối nóng phần cam nha các bạn. Tóm tắt lại, chơi game này tốt nha các bạn. Tiếp theo mình test Genshin Impact. Game này tải xong về, tải thêm cái bộ tài nguyên của nó rất là lâu nha các bạn. Thì mình tải khoảng 1 tiếng đồng hồ á. Mình đang chạy đi làm nhiệm vụ nha các bạn. Thế mình nghĩ là game này đa phần lúc đầu mình sẽ làm nhiệm vụ là chính. Những vào những cái vùng mà có đồ họa chi tiết nhiều các bạn. Nó có phần lát nhẹ. Mình thấy nó máy bắt đầu nóng lên đó các bạn. Vô mình bật cấu hình cực cao đó các bạn. Để mình cho các bạn xem về cấu hình. Chơi game này các bạn không nên bật cấu hình cực cao như thế này. Sẽ hao pin và nóng máy. Nóng ở phần cam. Mình cực ghét cái mà nói chuyện này luôn đó các bạn. Lâu mất thời gian. Bạn nào đam mê game này mà đang tính mua Sony XZ2 này thì múc luôn cho mình nha. Còn chơi tốt. Nhưng không tốt lắm ở cấu hình cực cao. Cấu hình trung bình hoặc là thấp thì vô tư, chơi ngon. Nhìn hấp dẫn ghê các bạn. Mình đánh giá là máy này chơi tốt game này nha. Bạn nào muốn chơi mượt mà nhất thì bật cấu hình trung bình hoặc là thấp. Chơi sẽ rất là mượt mà. Game này thì tương đối là nặng. Rất là nặng luôn chứ không phải là tương đối nữa. Rồi, sau 5 phút test game, mình có một số nhận xét. Game Genshin Impact này, mát cấu hình đó, thì nó sẽ nóng cái phần cam. Nơi đây là phần nóng nhất. Để mình test thêm một số cái tựa game nhẹ cho nó vui. Đây, nếu bạn có nhu cầu chơi những game cơ bản này thì rất là ok, chơi đẹp, cấu hình là đẹp lắm. Cấu hình là màu sắc rất là đẹp. Thì clip test game của mình đến đây là hết rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ ủng hộ mình một đăng ký, một like nha.